áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong video tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 6 bộ sách kết nối tri thức. Ở những bài học lần trước, chúng ta đã tìm hiểu xong toàn bộ những bài học mà chúng ta cần phải đi giải bài tập đối với unit số 3. Còn ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không tiếp tục đi tìm hiểu các bài tập, các hoạt động nữa, mà chúng ta sẽ cùng nhau đi tổng kết lại, đi xem lại xem là unit số 3 này ta có những từ vựng gì quan trọng cần chú ý. Và đó chính là những từ vựng chúng ta dùng để mô tả về ngoại hình và tính cách của con người. Hãy cùng cô mở phần glossary trang số 70 nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Từ vựng đầu tiên, active, active, active. Từ này thì mình vô cùng quen thuộc rồi. Ngay từ cấp 1 thì có thể là một số bạn đã được tiếp xúc với từ này rồi. Từ này là một tính từ và nó mang nghĩa là hăng hái, năng động. Đây là từ dùng để mô tả tính cách. Từ vựng số 2, appearance, 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 có nghĩa là bề ngoài, ngoại hình. Từ số 3, careful, 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 tính từ, cẩn thận. Caring, 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 chu đáo, biết quan tâm. Cô thấy là khi học hai từ vựng này, có một số bạn nhầm lẫn về nghĩa giữa hai từ. Vậy thì các bạn hãy lưu ý cho cô trong bài học ngày hôm nay, chúng ta phân biệt nghĩa cho cô hai từ này nhé. Cách viết của nó khá là giống nhau, nhưng mà nghĩa của nó thì hơi khác nhau một chút đấy. Chic, chic, chic. Danh từ, đây là một bộ phận của con người, đó là má. Hãy cùng cô ôn tập lại 5 từ vựng đầu tiên. Active, hăng hái, năng động. Appearance, bề ngoài, ngoại hình. Careful, cẩn thận. Caring, chu đáo, biết quan tâm. Cheek, má. Bây giờ hãy dành ra 1 phút và ghi chép lại 5 từ vựng đầu tiên này giúp cô nhé. Thời gian ghi chép của chúng ta đã hết rồi. Hãy cùng cô đến với 5 từ vựng tiếp theo. Clever, clever, clever. Từ này có nghĩa là lanh lợi, thông minh. Các bạn có biết từ này nó đồng nghĩa với một tính từ gì mà chúng ta rất hay sử dụng khi học cấp tiểu học không? À, đó là từ intelligent và excellent. Đều mang nghĩa là thông minh, lanh lợi.
confident, 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 tự tin. Creative, 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 sáng tạo. Friendly, friendly, thân thiện. Funny, funny, funny. Từ này thì chúng ta biết rồi, nó mang nghĩa là ngộ nghĩnh, hài hước. Hãy cùng cô ôn tập lại 5 tính từ vừa rồi. Clever, thông minh, lanh lợi. Confident, tự tin. Creative, sáng tạo. Friendly, thân thiện. Funny, ngộ nghĩnh, khôi hài. Tiếp tục dành ra 1 phút và ghi chép lại 5 từ vựng này giúp cô nhé. Thời gian ghi chép của các bạn đã hết rồi, hãy cùng cô tìm hiểu các từ vựng tiếp theo. Hardworking, 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 tính từ chăm chỉ. Kind, 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 tốt bụng. Loving, 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 giàu tình yêu thương. Personality, 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 tính cách. Shoulder, 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 cái vai của chúng ta. Shy, 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 đây là một tính từ. Chúng ta dùng từ này để miêu tả những người mà hay xấu hổ. Slim, 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 mảnh khảnh, thanh mảnh. Hãy cùng cô ôn tập lại các từ vựng vừa rồi. Hardworking, chăm chỉ. Kind, tốt bụng. Loving, giàu tình yêu thương. Personality, tính cách. Shoulder, vai. Shy, xấu hổ. Slim, mảnh khảnh, thanh mảnh. Vì lượng từ vừa rồi của chúng ta có nhiều hơn những từ bên trên một chút, vì vậy cô sẽ để các bạn 1 phút rưỡi để chúng ta ghi chép những từ vựng này nhé.
Thời gian ghi chép của các em đã kết thúc và những từ vựng vừa rồi cũng là những từ vựng cuối cùng mà cô muốn các bạn phải ghi nhớ sau khi học unit số 3. Đây đều là những từ vựng mà các bạn có thể sử dụng hàng ngày để mô tả về một người chứ không chỉ riêng là mô tả về người bạn của mình. Nếu như những từ nào mà chúng ta chưa nắm chắc từ những bài học trước thì bài học ngày hôm nay là một cơ hội nữa cho chúng ta có thể ôn tập và củng cố kiến thức về những từ vựng này. Video của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em đối với bài học. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.